Lịch ngày tốt, đón lành, tránh dữ. Lịch ngày tốt xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi thứ 6, ngày 3 tháng 2 năm 2023 của 12 con giáp. Thông tin tổng quan, ngày 3 tháng 2 năm 2023, tức ngày 13 tháng 1 âm lịch, ngày Nhâm Thìn, cụ thể như sau. Trực bình, tốt mọi việc, tuổi dùng ngày, bình tuất, giáp tuất, bình dân. Tuổi hợp trong ngày, ngày Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành thủy cục. Giờ hoàng đạo trong ngày, giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ và giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Hướng tốt xuất hành là hướng Nam và hướng Tây. Xem tử vi hàng ngày, dự báo năm tuổi tiên đồ về tuổi âm âm trong ngày thứ 6 này sẽ là các tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Tỵ, tuổi Thân và tuổi Dậu. Để biết vận trình của bạn hung cát ra sao, mời quý anh chị và các bạn cùng lịch ngày tốt xem tử vi ngày 3 tháng 2 năm 2023 của 12 con giáp chi tiết từng tuổi ngày sau đây. Tử vi tuổi Tý. Tử vi hôm nay nhận thấy tam hợp nâng đỡ, người tuổi Tý xác định được rõ ràng mục tiêu của mình. Thậm chí khó khăn thách thức bày ra trước mắt cũng không khiến bạn sợ hãi, bởi đó là điều tất yếu phải vượt qua nếu muốn có được thành công. Sự cạnh tranh lành mạnh trong công việc cũng sẽ đem đến cho bạn những thành tích tốt hơn. Đối thủ đồng nghiệp chính là người thúc đẩy bạn không ngừng tiến về phía trước để hoàn thiện bản thân và trở nên tài giỏi hơn. Tiếc rằng thổ thủy xung khắc, mối quan hệ giữa bạn và người ấy lại không thực sự yên bình. Bạn thích làm theo ý mình và không muốn lắng nghe lời khuyên của đối phương. Điều này khiến cho đôi bên thường xuyên xảy ra tranh cãi. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim xác định được rõ mục tiêu của việc mình cần làm. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy không sợ hãi khó khăn, bởi đó là điều tất yếu phải vượt qua. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hoa, sự cạnh tranh lành mạnh trong công việc sẽ đem đến tác động tích cực. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, quan hệ giữa bạn và người thân không thực sự yên bình. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, thích làm theo ý mình và không muốn lắng nghe lời khuyên. Con số may mắn 9, 6, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường trắng, xanh dương, quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi hàng ngày, người tuổi Sửu phải chịu tác động xấu của cục diện tương phá khiến cho tài chính có nguy cơ suy giảm. Còn giáp này cần giữ tiền trong tay thật chặt, đặc biệt không nên cả tin nghe theo lời dụ dỗ bùi tai của những người không thân thiết. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh trở nên lý tưởng hóa những kế hoạch của mình, chạy theo những điều viển vông. Muốn lên kế hoạch cho tương lai thì bạn cần phải đánh giá đúng tình hình cũng như thực lực của bản thân. Trong ngày thổ vượng này, bạn mệnh cũng cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh làm việc quá sức. Dù bạn còn trẻ tuổi đi chăng nữa, nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, hãy đi khám chữa ngay trước khi bệnh tình trở nặng. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, không nên cả tin nghe theo lời dụ dỗ bùi tai của người khác. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, trở nên lý tưởng hóa, chạy theo những điều viển vông. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hòa, luôn đánh giá đúng tình hình cũng như thực lực của bản thân. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh làm việc quá sức. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, hãy đi khám chữa bệnh ngay khi cơ thể có dấu hiệu bất thường. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, Tỵ, Dậu, Hợi. Tử vi tuổi Dần, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thức thân trợ mệnh, người tuổi Dần có thể tìm được một vài mối đầu tư triển vọng trong hôm nay. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định, không cần phải quá vội vàng. Người làm nghề tự do cũng sẽ thu được một khoản thù lao khá khá. Bạn đã làm hết sức mình để làm hài lòng đối tác, vì thế mà công sức của bạn cũng đã được đánh giá rất cao. Bạn đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình. Mộc khắc thổ, người độc thân hy vọng mình có thể tìm được người yêu hoàn hảo cho mình. Tuy nhiên, giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ, bạn nên bớt mơ mộng và nhìn thẳng vào thực tế. Hãy cho những người chân thành với mình một cơ hội. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy có thể tìm được một vài mối đầu tư triển vọng. Tử vi tuổi Bình Dần,
hòa, cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định, không nên quá vội vàng. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, công sức của bạn đã được đánh giá rất cao. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, bạn nên bớt mơ mộng và nhìn thẳng vào thực tế. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, luôn cố gắng hết sức mình, khẳng định được vị thế của bản thân. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh lá cây, quý nhân phù trợ, Tuất, Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Mão, tam hội nâng đỡ, người tuổi Mão rất cởi mở với những ý tưởng mới. Cho dù những ý tưởng ấy có phần kỳ quặc đi chăng nữa, chính nhờ vậy mà bạn tiếp thu được nhiều kiến thức và kỹ năng cần thiết, thậm chí tìm ra được một định hướng phát triển mới trong công việc. Với người làm ăn kinh doanh, việc kiếm tiền cũng tiến triển hành thông hơn hẳn so với trước đây. Bạn mệnh có thể trở thành người mở lối đi riêng, dẫn đầu xu hướng, nhận được sự khâm phục của nhiều người. Tuy nhiên, mộc khắc thổ cho thấy quan hệ giữa bạn và người ấy đang có những dấu hiệu báo động. Đáng buồn hơn, có những cặp đôi đồng sàng dị mộng, khoảng cách giữa đôi bên đang ngày một xa xôi. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy rất cởi mở với những ý tưởng mới, tiếp thu được nhiều kiến thức. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa tìm ra được một định hướng phát triển mới trong công việc. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, việc kiếm tiền tiến triển hành thông hơn hẳn so với trước đây. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc sẵn sàng là người mở lối đi riêng, dẫn đầu xu hướng. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, quan hệ giữa bạn và người ấy đang có những dấu hiệu báo động. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh da trời, xanh rêu, quý nhân phù trợ, Dần, Thìn, Tuất. Để xem tuổi của bạn một cách nhanh nhất, hãy chọn mốc thời gian tương ứng đã được chú thích trong phần mục lục ngay dưới đây. Tử vi tuổi Thìn, cục diện tự hình khiến cho người tuổi Thìn trở nên lơ là và chủ quan hơn. Con giáp này cần để tâm hơn vào những công việc mình đang làm, kể cả là những công việc quen thuộc để tránh những rắc rối không đáng có. Dù làm trong bất cứ lĩnh vực nào, bạn cũng cần phải kiểm chứng kỹ càng thông tin trước khi nghe theo lời của một ai đó. Có thể trong ngày này, kẻ xấu sẽ tiếp cận tìm cách lừa lọc bạn hoặc là cướp đi công lao của bạn. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Nam để gặp hỷ thần hoặc là hướng Tây để gặp tài thần. Như vậy, bạn sẽ gặp được nhiều may mắn hơn khi thực hiện công việc, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa cần để tâm hơn vào những công việc mà mình đang làm. Tử vi tuổi Bình Thìn, Thổ, kể cả những công việc quen thuộc cũng tiềm tàng nguy cơ. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, kiểm chứng kỹ càng thông tin trước khi nghe theo lời của một ai đó. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, kẻ xấu sẽ tiếp cận để tìm cách lừa lọc và cướp công lao của bạn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, hãy xuất hành theo hướng hoàng đạo để gặp được thuận lợi. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ, Tý, Thân, Dậu. Tử vi tuổi Tỵ, xem tử vi hôm nay, thiên tài phù trợ, người tuổi Tỵ có cơ hội phát tài bất ngờ. Khoản tiền đó có thể đến từ việc trúng thưởng, trúng số hoặc là được người khác cho tiền hay được trả nợ. Hãy có cách sử dụng khoản tiền này đúng đắn và hợp lý. Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện một vài kế hoạch đầu tư hoặc giao dịch trong hôm nay, hứa hẹn sẽ kiếm được không ít lợi nhuận cho chính bản thân. Đôi lúc, bạn cũng cần dũng cảm để làm những điều mình cho là đúng. Hòa sinh thổ, mối quan hệ của hai người đang rất ngọt ngào, ấm áp, khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Bạn luôn dành cho người ấy sự quan tâm, chân thành nhất. Chính điều đó là yếu tố khiến cho nửa kia vô cùng quyến luyến. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ trúng thưởng hay trúng số. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ có thể thực hiện một vài kế hoạch đầu tư hoặc là giao dịch. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, bạn cần dũng cảm để làm những điều mình cho là đúng. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, mối quan hệ ngọt ngào, ấm áp, đáng ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, luôn dành cho người ấy sự quan tâm, chân thành nhất. Con số may mắn 7, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, hồng, đỏ, quý nhân phù trợ, Ngọ, Mùi, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, Hòa sinh thổ, chuyện tình cảm của các cặp đôi có những tiến triển khá tích cực trong hôm nay. Bạn đã mở lòng hơn với người ấy, chia sẻ với người ấy những khó khăn mình gặp phải để cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Người độc thân vẫn hài lòng với tình trạng hiện tại của mình, bạn thoải mái với cuộc sống và chưa muốn dành thời gian cho người khác. Những lời thúc giục của người ngoài cũng không tác động quá lớn đến bạn. Trình tài che chở, người làm công ăn lương, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hứa hẹn sẽ nhận được một khoản thưởng nóng. Đây chỉ là khích lệ của cấp trên với bạn để bạn có thể tiếp tục hăng say cống hiến. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, bạn đã mở lòng hơn với người ấy để chia sẻ mọi chuyện. Tử vi tuổi Bình Ngọ, Thủy, hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hòa, dù phải làm việc vất vả nhưng bạn sẽ thu được khoản tiền xứng đáng. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao sẽ được thưởng nóng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, đừng để lời nói của người khác tác động đến bạn. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ. Màu sắc cát tường hồng, tím, quý nhân phù trợ Dần, Mùi, Tuất. Tử vi tuổi Mùi, xem tử vi hôm nay, chính quan tương trợ, người tuổi Mùi có thể đưa ra những ý tưởng mới mẻ giúp công việc được hoàn thành nhanh chóng hơn. Đây chỉ là thời điểm bạn khẳng định bản thân trước mắt lãnh đạo, tạo cơ hội thăng tiến cho chính bản thân. Với người làm ở vị trí cao, bạn mệnh thể hiện được sự uy tín của mình và khiến nhiều người cảm thấy nể phục. Còn giáp này có thể dẫn dắt tập thể vươn tới cái đích xa xôi hơn. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực bình là ngày tốt để tiến hành những công việc quan trọng. Vì thế, nếu có kế hoạch gì thì bản mệnh nên sắp xếp để thực hiện. Như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn thuận lợi như ý. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim có thể đưa ra những ý tưởng mới, thúc đẩy công việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy khẳng định bản thân, tạo cơ hội thăng tiến cho chính mình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hòa thể hiện được uy tín và khiến cho nhiều người cảm thấy nể phục. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ nên thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc dẫn dắt tập thể vươn tới những đích xa xôi hơn. Con số may mắn 5, 2, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường cà phê, nâu, quý nhân phù trợ Mão, Tỵ, Ngọ. Tử vi tuổi Thân, tam hợp phù trợ, người tuổi Thân xây dựng được quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Bạn có thể được giới thiệu cho những đối tác triển vọng, đôi bên nhanh chóng tìm được tiếng nói chung và đi tới quyết định hợp tác. Người làm công ăn lương nhận được sự quan tâm và ưu ái của cấp trên. Bạn nên tận dụng lợi thế của mình và cố gắng hơn nữa để phát triển bản thân. Như vậy, bạn sẽ vươn tới thành công cực kỳ nhanh chóng. Thổ sinh kim, nếu có thời gian rảnh, hãy cùng người ấy hâm nóng cảm xúc giữa đôi bên. Một bữa ăn lãng mạn hoặc một buổi xem phim cùng nhau sẽ giúp cho hai người có thêm nhiều kỷ niệm khó quên. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy được giới thiệu cho những đối tác triển vọng. Tử vi tuổi Bình Thân, Hòa nhận được sự quan tâm và ưu ái của cấp trên. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ hãy tận dụng lợi thế của mình và cố gắng hơn để phát triển. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc hãy cùng người ấy hâm nóng cảm xúc của đôi bên. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim có thêm những kỷ niệm khó quên cùng với gia đình. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường bạch kim, vàng, quý nhân phù trợ Tí, Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, nhị hợp nồng đỡ, người tuổi Dậu có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong ngày hôm nay. Đối phương có thể sẽ chủ động giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý, giúp bạn nhanh chóng chạm đến thành công. Người làm ăn kinh doanh cũng nên ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô kinh doanh trong ngày. Dù có thể sẽ hơi vất vả một chút, song bạn sẽ kiếm về cho mình một khoản lợi lớn, khiến cho cuộc sống thêm phần dư dả. Thổ sinh kim, quan hệ giữa bạn và người ấy đang ngày càng trở nên ổn định hơn. Bạn đã biết cách đặt mình vào vị trí của đối phương và sẵn sàng thay đổi những điểm chưa tốt của mình. Hai người đang ngày càng trở nên hòa thuận hơn. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy có cơ hội gặp gỡ quý nhân. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hòa, quý nhân chủ động giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ nên ký kết hợp đồng hay mở rộng quy mô kinh doanh trong ngày. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc kiếm về một khoản lợi nhuận lớn khiến cho cuộc sống thêm dư dả. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim biết cách đặt mình vào vị trí của người khác và suy nghĩ cho đối phương. Con số may mắn 9, 4, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường bạch kim, xám, quý nhân phù trợ Sửu, Thìn, Tỵ.
Tử vi tuổi Tuất. Trong ngày hôm nay, người tuổi Tuất phải chịu ảnh hưởng lớn lao của cục diện tương xung. Nếu con giáp này muốn nhận được sự yêu mến của mọi người thì bạn cần phải đối xử với người khác một cách chân thành, đừng kiêu ngạo và ra lệnh cho người này hay người khác. Kể cả là người làm lãnh đạo, con giáp này cũng không nên áp đặt quan điểm cho cấp dưới của mình. Người làm việc trực tiếp có thể nhận ra những vấn đề mà bạn không hề nhận ra. Chú ý lắng nghe cũng sẽ giúp bạn có cái nhìn bao quát hơn về nhiều việc. Quan hệ vợ chồng nhìn chung là ổn định trong ngày hôm nay. Nếu có thời gian rảnh, bạn nên trò chuyện và giúp đỡ người ấy nhiều hơn trong các công việc nhà. Xây dựng tổ ấm không phải là việc của riêng ai. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hoa muốn nhận được sự yêu mến thì cần phải đối xử chân thành với người khác. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ đừng kiêu ngạo và ra lệnh cho người này hay người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc không nên áp đặt quan điểm cho cấp dưới của mình, hãy học cách lắng nghe. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, bạn nên có cái nhìn bao quát hơn về nhiều việc. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, nên trò chuyện và giúp đỡ người thân nhiều hơn trong các công việc nhà. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường nâu, vàng, quý nhân phù trợ dần, ngọ, thân. Tử vi tuổi Hợi, xem tử vi hôm nay, thổ khắc thủy, người tuổi Hợi gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc với người ấy, khiến cho mối quan hệ đôi bên dần trở nên xa cách. Nếu không nói được thấy lời, hãy dùng hành động để bày tỏ cảm nhận của mình. Người độc thân vẫn chưa có đủ tự tin để tiếp cận với người ở trong lòng. Có lẽ để tình cảm đôi bên tiến triển thì cả hai vẫn còn một quãng đường khá dài. Nhiều khi chính bạn cũng cảm thấy thất vọng về chính mình. Tỷ kiên ngăn trở, bản mệnh thích tự làm mọi việc và không muốn bị người khác góp ý. Đừng tự cho rằng mình là người luôn đúng và sắp đặt tất cả mọi chuyện như vậy. Dù là ai đi chăng nữa thì vẫn có những lúc mắc phải lỗi sai. Tử vi tuổi Ất Hợi, hoa, gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc với người ấy. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, hãy dùng hành động để bày tỏ cảm nhận của mình nếu không thể nói ra. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, chưa có đủ tự tin để tiếp cận với người trong lòng. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, thích tự làm mọi việc và không muốn bị người khác góp ý. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, đừng tự cho rằng mình là người luôn đúng và muốn sắp đặt tất cả mọi chuyện. Con số may mắn 6, 2, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường trắng, đen, quý nhân phù trợ dần, mùi, mão. Đánh giá tử vi thứ 6 ngày mùng 3 tháng 2 năm 2023 của 12 con giáp. Tuổi nào may mắn nhất trong ngày, đó có thể là các tuổi Tỵ, tuổi Ngọ hay tuổi Thân. Con giáp nào dễ vướng phải nhiều rắc rối nhất, đó có thể là con giáp tuổi Sửu hay con giáp tuổi Hợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin, chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất và hữu ích nhất trên kênh Lịch Nghệ Tốt nhé!